Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành chủ trì hội nghị đối thoại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2021 nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp để góp phần phục hồi và phát triển kinh tế tỉnh nhà trong thời gian tới. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 7 huyện thành phố gồm thành phố Hà Tiên, thành phố Rạch Giá, thành phố Phú Quốc, các huyện An Minh, Châu Thành, Kiên Lương và Dòng Triền. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Chính và lãnh đạo các sở ban ngành. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành đã gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc đến cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh. Thời gian qua đã có sự đóng góp rất lớn và đồng hành hỗ trợ cho tỉnh nhiều nguồn lực trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Mặc dù từ đầu năm đến nay là khoảng thời gian đầy khó khăn và thách thức đối với chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang trước những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Nhưng với sự quyết tâm trong chỉ đạo điều hành của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự nỗ lực của các ngành các cấp, mọi tầng lớp nhân dân và đặc biệt là sự đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, tình hình dịch COVID-19 trên tỉnh đã được kiểm soát và chuyển sang trạng thái bình thường mới. Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đang dần phục hồi và đạt được những kết quả quan trọng, đặc biệt là xây dựng phương án kế hoạch chuẩn bị đón khách quốc tế và khách nội địa. Đó là cơ sở để việc điều hành quản lý cũng như thuận lợi cho các doanh nghiệp tổ chức khôi phục lại hoạt động kinh doanh. Với quan điểm đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua hội nghị này nhằm để gặp gỡ trao đổi trực tiếp về công tác quản lý điều hành của các cơ quan nhà nước, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành chuyên môn tham mưu trả lời và giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Kiên Giang tổng hợp báo cáo chung tại hội nghị này về kết quả xử lý những kiến nghị đề xuất và kết quả thực hiện cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã được các doanh nghiệp đặt ra. Trong thời điểm hiện nay thì cơ bản dịch kiểm soát được rồi, thì Ủy ban tỉnh cũng chủ động để gặp gỡ đối thoại doanh nghiệp. Lời đầu tiên là muốn nghe doanh nghiệp tiếp tục đề nghị kiến nghị phản ảnh những khó khăn vướng mắc, đặc biệt là trong một thời gian dài giãn cách xã hội thì nó ảnh hưởng đến cái việc mà tổ chức sản xuất của các doanh nghiệp và người lao động. Khi mà cái chuỗi sản xuất chúng ta bị dừng hẳn một thời gian rất dài, rồi đối tượng lao động chúng ta đã cho nghỉ, thì đến nay muốn quay lại thì cũng phải có một cái bài toán, chứ không phải là đơn giản. Đặc biệt là chuẩn bị tốt cho cái năm 2022 để chúng ta khôi phục là tất cả các ngành lĩnh vực, để chúng ta bù đắp lại những cái khó khăn thì năm 2021 mà chúng ta phải chịu đựng và vượt qua. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành nhấn mạnh, đối thoại doanh nghiệp là kênh phổ biến và hiệu quả nhất để cộng đồng doanh nghiệp phản ánh những khó khăn vướng mắc từ cơ chế chính sách, thủ tục hành chính có liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như đưa ra các kiến nghị nhằm cải thiện môi trường kinh doanh. Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo các sở ngành và các địa phương tiếp tục tiếp thu các ý kiến phát biểu, góp ý của doanh nghiệp. Nội dung trả lời giải đáp cho các doanh nghiệp phải cụ thể và trực tiếp vào nội dung câu hỏi của doanh nghiệp. Những vấn đề cần phải có sự tham vấn, sự đối chiếu chưa trả lời ngay được thì sau hội nghị này phải trả lời bằng văn bản để phản hồi cho doanh nghiệp. Đối với các kiến nghị đề xuất ngoài thẩm quyền của địa phương thì ghi nhận báo cáo trung ương để xin ý kiến xử lý, để làm sao tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, giúp doanh nghiệp phát triển, góp phần phát triển kinh tế địa phương.